xúc động bộ ảnh chụp bố mẹ trên rẫy cà phê. Mới đây, chàng trai 18 tuổi có tên Lưu Xuân Đức, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Con Tum đã chia sẻ lên một diễn đàn của hội nhiếp ảnh album chụp bố mẹ. Ngay lập tức, bộ ảnh gây bão số đông mạng, nhận về hơn 6.000 lượt mến mộ và hàng trăm bình luận suýt xoa, khen ngợi. Nhiều người bày tỏ xúc động, nhớ bố mẹ, gia đình, quê hương và muốn chạy ngay về nhà khi ngắm nhìn loạt ảnh mà mười chia sẻ. Bên cạnh đó, những khoảnh khắc tình cảm, vui tươi của đôi thê thiếp chồng U60 còn khiến nhiều người thêm yêu đời, sáng sủa và thêm tin cẩn vào tình yêu đích thực. Bộ ảnh tình cảm mà Xuân Đức chụp cho bố mẹ gây xúc động. Theo chủ nhân bộ ảnh chia sẻ, anh chàng ngẫu hứng chụp loạt ảnh này vào ngày 30 tháng 10, nhân dịp mùa cà phê đang đến. Dù trong trang phục công tích lấm lem, xùi xòa, khuôn mặt hằn lên dấu vết thời gian của những nhưng trong đôi mắt, nét mặt của đôi thê thiếp chồng vẫn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Lưu Xuân Đức kể, hôm qua, bố mẹ em lên rẫy cà phê làm việc, em đi theo chụp luôn chứ hoàn toàn không phải là lên concept sẵn để diễn theo. Nhân dịp về nhà đúng mùa cà nên em nảy ra ý nghĩ đó này. Trước đây, em từng chụp tặng bố mẹ một bộ ảnh rồi, nên bố mẹ tự nhiên lắm, không hề quản hồn nguồn gì cả. Chủ yếu hèn là em bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên, nhiều khi bảo bố mẹ diễn thêm một chút cho tình thôi. Được biết, bố Xuân Đức năm nay 62 tuổi, còn mẹ anh chàng mới ngoài 50, họ đều là nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, công tích vất vả trên nương trên rẫy để nuôi các con ăn học. Dù cách nhau đến 12 tuổi, nhưng suốt gần 30 năm phổ biến sống, bố mẹ Đức luôn tình cảm, hòa thuận và yêu thương yêu nhau. Bây giờ bố mẹ già rồi nhưng vẫn hay trêu đùa nhau lắm, nói phổ biến là tâm hồn tư trẻ, si tinh hết cỡ. Chụp bộ ảnh đi làm trên rẫy mà ai cũng bảo sao tình tứ như ảnh cứ vậy, mười con tôm khoai. Chàng trai 18 tuổi dừng việc học để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Chủ nhân bộ ảnh, mười Lưu Xuân Đức chia sẻ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thay vì học đại học như bao đồng đội cùng trang lứa, Đức chọn cho mình một con đường riêng. Xuân Đức ấy cũng đam mê nhiếp ảnh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Em mê tự sướng lắm, nhưng trước đây chỉ toàn chụp cho đồng đội bằng điện thoại. Những bức ảnh ấy được mọi người khen nhiều nên em càng nhen nhóm ước mơ trở thành nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Rồi em bắt tay vào quảng hồn doanh sen đá, xương rồng để tích góp tiền mua máy ảnh, lên Đà Lạt học tự sướng chuyên nghiệp, chàng trai tâm sự. Bộ ảnh này được Đức thực hiện chỉ sau gần 4 tháng học nhiếp ảnh. Mười Con Tum chia sẻ, anh chàng kỳ vọng những bức ảnh sẽ giúp đánh dấu khoảnh khắc tình cảm, vui tươi của bố mẹ. Với Xuân Đức, bộ ảnh như món quà biểu thị sự biết ơn, kính trọng đấng sinh thành vì đã luôn bên cạnh, ủng hộ anh chàng theo đuổi đam mê. Đồng thời, anh chàng muốn nhắn nhủ tới nhiều bạn trẻ. Qua album này, em muốn các bạn hãy biểu thị tình yêu với gia đình, bố mẹ nhiều hơn, bởi mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại mất đi một ngày bên bố mẹ. Hãy dành nhiều thời gian để thân mật với gia đình hơn nữa. Cùng ngắm bộ ảnh xinh tươi mà Xuân Đức dành bố mẹ.